Chào các bạn, bài học này dành cho những người đi theo vợ chồng bảo lãnh. Và trước khi mình vào bài thì mình muốn nhắc với các bạn rằng bài này có 66 câu hỏi. Mà những câu nào bạn nghĩ cần thiết mà đáng nhớ thì mời bạn lấy bút và giấy ghi xuống cho mình để nó khỏi quên. Giờ mình bắt đầu với cái phần giới thiệu này. Trong cái cuộc phỏng vấn mà đi theo diện bảo lãnh vợ chồng kết hôn đó sẽ được thực hiện bởi một người nhân viên của USCIS. Mà sau khi mà bạn nộp cái đơn I-130 này, cái người đăng ký petitioner và cái người được bảo lãnh có thể được hỏi riêng ra và để mà họ xác nhận cái sự thành thật trong cái sự kết hôn của hai bạn. Hỏi cái thử là một người trả lời như thế này, người kia trả lời có đúng không, như cái người này nói không. Và phần lớn, most of the time, cái người mà đăng ký đó, người công dân đăng ký, thì sẽ được hỏi đầu tiên và sau đó, cái người mà được bảo lãnh sẽ được hỏi cùng những cái câu hỏi đó. Và dưới đây là một câu điển hình, một số câu điển hình. Giờ mình bắt đầu với câu 1. What is your name? Rất là cơ bản. Tên của bạn là gì? What is your husband's wife's name? Giờ cái chữ husband hoặc là wife này á, mình dùng cái chữ người kia cho nó ngắn gọn. Thì các bạn nghe cái chữ người kia là mà các bạn biết hết. What is your date of birth? Cái ngày sinh của bạn là bao nhiêu? What is your husband's wife date of birth? Cái ngày sinh của cái người kia là ngày mấy? What is your husband's wife's immigration status? Status là cái hiện trạng, cái tình trạng di trú của cái người kia là gì. Đó, có một số loại, ví dụ như alien là cái người chưa được bảo lãnh qua đây, non-immigrant là cái người mà thường trú dân nhưng mà chưa có thẻ xanh, hoặc là US citizen, một công nhân người Mỹ, citizen nhỉ, cái này viết sai này. What is the date of your marriage? Cái ngày kết hôn của hai bạn là ngày mấy? Where did you marry? Hai bạn kết hôn ở đâu? Bạn kết hôn ở đâu? How did you meet your husband or wife? Bạn gặp cái người kia như thế nào? What is your current address? Cái địa chỉ hiện tại của bạn là gì? When did your spouse last enter the US? Enter là đi vào. Cái lần mới đây nhất mà cái người kia tới nước Mỹ là khi nào? How long did you date your spouse before you got married? Từ trước khi mà kết hôn đó thì hai bạn hẹn hò nhau bao lâu? How long, huh? Were you or your spouse married before? If so, when? And where? And how did the marriage end? Rồi, nó hỏi về một trong hai bạn đã từng kết hôn chưa? Và nếu có, thì khi nào? Ở đâu? Và cuộc kết hôn đó nó kết thúc như thế nào? When did you move to your current address? Bạn chuyển tới cái địa chỉ hiện tại là khi nào? What was your spouse's address when you met? Khi mà hai bạn gặp nhau đó thì cái người kia
ở chỗ nào, địa chỉ của người kia là như thế nào. What was your address when you met? Cái địa chỉ của bạn mà khi gặp người kia rồi á là chỗ nào? Có khác không? Who was living with your spouse when you met? Khi mà bạn gặp cái người kia đó thì họ sống với ai? Who was living with your spouse when you met? Future spouse. Câu này thì tương tự như cái câu trên. Ai sống với cái người kia khi mà bạn gặp cái người kia? How many brothers and sisters does your spouse have? Who are alive? Alive nha, còn sống. Có thì có bao nhiêu anh chị em? Cái người kia đó, có bao nhiêu anh chị em? Rồi, cái câu mà, câu hỏi mà theo cái đó này nè, họ tiếp này. What are their names? Cái tên của những cái người anh chị em đó là gì? How old are they? Họ bao nhiêu tuổi? Where do they live? Họ sống chỗ nào? Have you met them? Đó, bạn có gặp những cái người anh chị em của người kia chưa? How many brothers and sisters do you have who are alive? Rồi, bạn có bao nhiêu anh chị em mà đang còn sống? What are their names? Tên họ là những gì? Họ bao nhiêu tuổi? Họ sống ở đâu? Và cái người kia đó có gặp anh chị em của bạn chưa? What are the names? What are the name of your spouse's parents? Your spouse's parents, yeah. Cái người phụ huynh của cái người kia là tên gì? Và họ bao nhiêu tuổi? Họ sống ở đâu? Và bạn gặp người nào rồi? Which of them have you met? Gặp hai người hay là gặp một người thôi? Both hoặc là ai? What are the name of your parents? Rồi, cha mẹ bạn tên gì? Họ bao nhiêu tuổi? Họ sống ở đâu? Người nào mà cái người kia gặp rồi? Cha mẹ, cha hay là mẹ, hoặc là hay là cả hai? What did you and your spouse do the night before the wedding? Vào trước cái ngày đám cưới đó thì hai bạn làm gì? On the wedding day, where was the first place you saw your wife hoặc là husband? Vào cái ngày kết hôn á, cái chỗ đầu tiên mà bạn thấy cái người kia là ở đâu? What did you and your spouse do after the wedding ceremony? Sau cái lễ kết hôn đó, thì hai bạn làm gì? Did you go to a honeymoon? À, hai bạn có đi hưởng tuần trăng mật không? Có đi honeymoon không? Nếu có thì ở đâu? Where did you go? Chỗ nào? À, đến đây thì các bạn đến 1/3 đường rồi đó. Mình tiếp tục đi. When did you first meet your future spouse? Thì vợ chồng tương lai của bạn ấy, thì bạn gặp lần đầu tiên ở chỗ nào? À, khi nào chứ? À, cái lần đó là lần nào? What other places have you and your spouse resided? Reside là cư trú. Bạn và cái người kia đó có từng ở những cái chỗ nào khác không? How many rooms are in your apartment? How many bedrooms? À, nếu bạn ở chung cư thì cái phòng đó có bao nhiêu? Có bao nhiêu phòng? Và có bao nhiêu cái phòng ngủ?
When did you move to your current home? Đó, khi nào bạn chuyển tới cái địa chỉ nhà bây giờ? What is the monthly rent? Did you buy furniture? Cái tiền mướn hàng tháng là bao nhiêu? Và bạn có mua những cái đồ trang trí ở trong nhà đó không? Did you pay for the furniture? How did you pay for it? Bạn trả tiền những cái đồ trang trí nội thất đó như thế nào? Where do you work? Bạn làm việc chỗ nào? What is your job? Thì công việc của bạn là gì? What are your working hours? Cái giờ mà bạn làm việc là từ mấy giờ tới mấy giờ? What time do you leave your house each morning? Mỗi buổi sáng, bạn đi khỏi nhà lúc mấy giờ? How did you get to work? Bạn đi tới cái chỗ làm việc như thế nào? What time to get home? Thời gian nào thì bạn trở về lại nhà? What is your salary? How much is your salary? Cái giá lương của bạn là bao nhiêu? Hỏi về tiền lương đó. What days do you not work? Những cái ngày nào mà bạn không đi làm? Where does your spouse work? Cái người kia làm ở chỗ nào? What is your spouse's job? Cái công việc của cái người kia là gì? What are your spouse's hours? Đó, cái giờ làm việc của cái người kia là từ mấy giờ tới mấy giờ? Rồi, khi nào thì cái người kia đi khỏi nhà mỗi buổi sáng? How does your spouse get to work? Cái người đó đi tới chỗ làm việc như thế nào? What time does your spouse get home? Mấy giờ thì người kia về nhà? What is your spouse's salary? Đó, thì cái tiền lương của cái người kia là bao nhiêu? What days does your spouse not work? Cái những cái ngày nào mà cái người kia không đi làm? Do you and your spouse have a checking account? Bạn và phu thê của bạn á có một cái tài khoản nhà băng không? Và nếu có thì cái nhà băng nào? What was the approximate balance at the last statement you received? Cái số tiền, cái balance, số tiền ước lượng vào cái lần trước mà bạn nhận tiền. Bạn nhận tiền trong tài khoản á là bao nhiêu? Did you have other bank accounts? Bạn có cái tài khoản nhà băng nào khác không? Nếu có thì at which bank are those accounts? Tại nhà băng nào? What time did you get home last night? Rồi, cái đây là bắt đầu hai bạn nói chuyện với nhau nè, thống nhất. Từ đây trở xuống là bắt đầu đó. What time did you get home last night? Hôm qua về lúc mấy giờ? What time did your spouse get home last night? Người kia về lúc mấy giờ? Did you have dinner together? Hai bạn có ăn tối cùng nhau không? Where did you have dinner? Cái chỗ nào? What did you eat for dinner? Hai bạn ăn tối cái gì? Rồi. After work, did you take a shower? Sau khi mà đi làm về đó,
thì bạn có đi tắm không? Mà nếu có thì khi nào? Did your spouse take shower after work? Câu này phải hỏi cái người kia nè. Tắm chưa? Người kia tắm chưa? Nếu tắm rồi thì khi nào? Rồi. Last evening, what time did you go to bed? Cái ngày hôm qua đó, mấy giờ thì bạn đi ngủ? Rồi, cái người kia ngủ lúc mấy giờ? Tiếp theo là, who woke up first today? Ai thức dậy trước ngày hôm nay? Did you eat breakfast? Bạn có ăn buổi sáng không? What did you eat for breakfast? Bạn ăn cái gì buổi sáng? What did your spouse eat for breakfast? Rồi, cái người kia ăn gì vào buổi sáng? Rồi, bắt đầu hỏi về religion. What is your religion? Cái tôn giáo của bạn là gì? Tôn giáo của cái người kia là gì? When is your wedding anniversary? Cái ngày nào là cái ngày mà ngày kỷ niệm hôn nhân? What did you give your spouse on your anniversary? Vào cái ngày kỷ niệm đó thì bà tặng gì cho cái người kia? What did your spouse give you on your anniversary? Cái người kia đó tặng bạn cái gì vào cái ngày đó? Did you celebrate your anniversary in any special way? How? Nếu mà bạn á có tổ chức cái bữa lễ tưởng nhớ ngày kết hôn này á theo một cái cách đặc biệt nào không? Đi chơi, dẫn đi ăn hay là như thế nào? Nếu có thì như thế nào? Thường phải có, phải trả lời có, hả? Dẫn đi ăn chỗ nào đó mới, hả? Đại khái trả lời như vậy. Rồi, tiếp theo. When is your spouse's birthday? Đó, ngày sinh nhật này, bắt đầu hỏi những cái câu liên quan tới sinh nhật. Ngày sinh nhật của người kia là ngày mấy? What did you give your spouse at the last birthday? Đó, cái lần sinh nhật cuối cùng gần đây nhất á, thì bạn tặng cái người kia cái món gì? When is your birthday? Ngày sinh nhật của bạn là gì? What did your spouse give you for your birthday? Đó, cái người kia tặng bạn cái gì vào ngày sinh nhật của bạn? Không tặng thì cũng sao đâu, đừng buồn ha. Have you taken vacation together since you were married? Kể từ khi mà các bạn kết hôn đó thì các bạn có đi du lịch, đi vacation không? Where is the last place you visited together? Cái chỗ mà hai bạn đi du lịch đó cùng nhau là ở cái chỗ nào? Và khi nào cái chuyến đi đó xảy ra? When did you take that trip? What? Cái này. How many keys does it take to open the front door to your home? Cái này kỹ không? Nếu bạn mà ở chung với nhau thì bạn phải biết cái này, nó kiểm tra liền. Dùng bao nhiêu cái chìa khóa để mà mở cái cửa ở trước nhà của bạn? What is the highest level of education that you have completed? Đó, thì cái trình độ học vấn mà cao nhất mà hiện có của bạn là cái gì? Rồi, cái trình độ học vấn của cái người kia mà đã hoàn thành tới bây giờ là
chỗ nào là mức độ nào. Do you or your spouse have any scars, tattoos? Rồi, hỏi là trong cơ thể này, cơ thể trên cơ thể bạn hoặc là cái người kia có cái sẹo không? Hay là có cái hình xăm cái gì không? Đó. Have you or your spouse have any operations since you were married? Đó. Từ khi mà hai bạn kết hôn đó, đám cưới rồi đó, thì bạn hay là cái người kia có đi đi xăm hay là cái gì không? Đó, operation đó. Thì thường nghĩ là chắc là cái đi xăm hoặc là cái gì đó. Mà nếu không hiểu được nữa thì các bạn hỏi lại cái câu này. Operation, what do you mean by operation? Đó, thì người ta giải thích cho bạn nghe cái từ này nghĩa họ muốn họ là gì. On the night before your wedding, where did you sleep? Vào cái đêm trước khi mà hai bạn kết hôn thì bạn ngủ chỗ nào? Rồi cái người kia ngủ chỗ nào? What are the names of people who attended the wedding ceremony? Đó, name của những cái người tới dự hôn nhân đó. Thì kể tên một số thôi cho người ta biết thôi, cho cái ông mà hỏi thì chắc cái ông cũng biết đâu. Mình nhớ bỏ túi vài tên ha. When you moved to your current home, how did you or your spouse move there? Rồi, khi mà bạn chuyển tới cái nhà địa chỉ bây giờ đó, thì cái người bạn hoặc là cái người kia chuyển tới đó như thế nào? Rồi, tiếp theo. What floor is your apartment on? How many floors are there in your home, not including the basement? Basement là cái tầng trệt. Nếu bạn ở căn hộ chung cư thì có bao nhiêu tầng? Và cái tầng mà bạn ở là nó nằm ở cái tầng nào? Rồi nếu không tính cái tầng trệt á, thì nhà bạn có bao nhiêu tầng? Nhà bạn nghe. Where do you keep dirty clothes? Rồi, cái này là gần hết rồi này. Mình lắng xuống cho các bạn thấy. Rồi, bạn để những cái đồ dơ là chỗ nào? Where is your mailbox? Cái thùng thư nằm ở vị trí nào? Where is your elevator or staircase? Đó, tùy vào cái chỗ mà bạn ở thì người ta hỏi cái này. Cái cầu thang máy hay là cái cầu thang mà ở mà bạn cái nhà đó là nó nằm chỗ nào? Did your spouse work abroad before coming to America? Cái trước khi mà cái người kia đó tới nước Mỹ thì người đó có làm ở hải ngoại không? What kind of work? Nếu có thì cái công việc gì? Hơi mệt rồi các bạn ha. Cố gắng nha, gần xong rồi. How did you celebrate Christmas Eve? Có thể họ sẽ hỏi những cái ngày lễ khác ha. Đó, thì cái này là lễ lớn, thì họ hỏi những cái lễ lớn. Ngày Giáng sinh thì hai bạn tổ chức như thế nào? Who does food shopping? Ai phụ trách cái công việc mua đồ ăn? At what stores do you buy the majority of your groceries and food? Tại những cái cửa hàng nào mà bạn đi mua những cái đồ ăn đó chín? Who took a shower first this morning? Ai tắm sáng nay trước? How did you arrive here this morning? Bạn tới đây bằng cách nào? Have you or your spouse traveled outside New York City since January 1st and where? Nào như đây này, New York cái gì đó, New York State.
Đó. Thì tùy vào cái tiểu bang, cái này là một ví dụ ở New York thôi. Đó. À, cái đây là họ chơi cho vui thôi. Bạn có đi đâu ngoài cái thành phố này không? Kể từ ngày 1 tháng 1, và nếu có thì ở đâu? Và ai làm công việc giặt giặt đồ, giặt giũ? Who does the laundry? And where does the laundry get done? Bạn ra tiệm hay là ở chỗ nào? Và đó là cái kết thúc của bài ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã nghe hết cái bài này. Bạn đúng là có trí, rất tán dương điều này. Và hy vọng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình được những câu nhắn tin. Chúc hai bạn sớm gặp nhau.